Ok, thì một lần nữa chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Và như mọi người chúng ta cũng thấy, đây là những cái căn phòng mà bên mình cũng đã có vừa mới thiết kế xong và cũng như đã lắp đặt hệ thống âm thanh xong cả rồi. Thì căn phòng này, lịch sử của cái căn phòng này mọi người, thì khi đang làm phần thô á, thì khách hàng cũng đã có lên showroom này kia và cũng như là qua những tư vấn nhiệt tình của các bạn thì khách hàng cũng đã chốt hệ thống này. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu tổng quan qua một chút về cái thiết kế và cũng như bố trí của căn phòng này để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn. Căn phòng này thì bởi vì thực chất đang nằm ở dưới tầng hầm mọi người, cho nên là cái âm thanh rất là vang, cái phòng nó rất là vang, cho nên là khi âm thanh được lắp đặt vào đây thì chắc chắn là mọi người chúng ta biết được rằng là nó sẽ không có được ok và tối ưu đâu. Cho nên là căn phòng này thì mình đã có thiết kế cho khách, đó là bốn vách tường đều được gắn bu li để cho nó giảm thiểu những cái âm vang này kia, để cho nó tối ưu hơn về cái âm thanh. Còn về trần thì trần cũng được làm thạch cao và có những cái nhấp nhô như thế này, nó không có được mịn và trơn như những cái trần thông thường đâu mọi người ha. Thì nhiệm vụ của nó là cũng là để là tiêu và tán âm để cho nó giảm bớt đi cái độ vang. Còn phần trần dựa là cũng vậy, thì cũng được thiết kế là trần sao để nó tạo thêm những cái điểm nhấn và những cái thú vị hơn cho khi khách hàng tắt hết đèn đi và xem phim. Và cái mặt lưới của loa đây mọi người ha, đây là cái loa Atmos âm trần, thì bên mình cũng đã có là in 3D để có những cái quả cầu như vậy để cho nó tạo thêm những cái thú vị và những cái điểm nhấn hơn cho khi mà khách hàng trải nghiệm về hệ thống phim. Thì bây giờ thì mình sẽ tổng quan sơ qua về hệ thống âm thanh karaoke, rồi một lát nữa thì mình sẽ mời bạn Hạnh, bạn sẽ giới thiệu qua một chút về hệ thống xem phim để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn. Thì như mọi người chúng ta nhìn vào đây thì đây là một cặp loa SEIC38 mọi người ha. Thì dạo gần đây thì những quý vị nào chúng ta có theo dõi kênh của Thiên Vũ á, thì chúng ta thấy được rằng là dạo gần đây thì Thiên Vũ lắp những cái dòng loa cột như thế này khá là nhiều, bởi vì nó mang lại cái tính chất thẩm mỹ cho cái căn phòng, và về tính chất âm thanh thì nó rất là tối ưu và rất là hay luôn. Mình không thể ngờ được rằng là những cặp loa nó bé nhỏ như thế này, nhưng mà khi mà chúng ta test, chúng ta trải nghiệm thì âm thanh nó nghe rất là dày, nhưng những cặp loa 3 thước 4 thước mọi người, thì chúng ta có thể là ghé showroom để chúng ta trải nghiệm thực tế thì cái đó nó sẽ ok hơn. Thì cấu hình của bộ karaoke này thì mình phối ghép đó là một cặp loa SEIC38. Và hệ thống máy á, thì mọi người nhìn vào đây thì bởi vì các bộ máy thông thường cho hệ thống karaoke gia đình thì mình sẽ hay sử dụng đó là vang số. Nhưng mà bởi vì cái nhu cầu của khách đó chính là chơi guitar và đôi khi anh có cắm ca dao này kia, nói chung là nhu cầu của anh là hay chơi nhạc cụ, cho nên là mình phải phối ghép mixer. Với cái thứ hai nữa là anh hát cũng khá là tốt, với nhu cầu của anh là không cần hát echo quá nhiều đó, cho nên là anh cần cái chất âm thật, nó làm sao nó tối ưu hết mức, cho nên bắt buộc mình phải sử dụng mixer để cho nó tối ưu về cái nhu cầu sử dụng của anh. Thì mixer mình sử dụng đó chính là mixer Bose T8S. Về hệ thống main thì bộ này thì mình sử dụng đó là main của SE luôn, chứ nói chung là nó đi theo combo của nhà hàng phối ghép, mạ của nó là IA402D. Và micro thì mình sử dụng micro của Navision Audio No 86 và một bộ đầu karaoke của Việt Ca. Còn quản lý nguồn thì mình sử dụng quản lý nguồn của Misao SB108. Dòng này thì bên mình bán từ trước giờ cũng khá là lâu rồi. Sub của bộ karaoke thì bởi vì phòng này là cái phòng all in one, kết hợp 2 trong 1, cho nên là mình giảm tối thiểu cái vấn đề gọi là chi phí. Cho nên mình sử dụng chung một cái sub 4 tấc này để cho nó tích hợp vừa karaoke và cũng như là vừa xem phim luôn. Cái thứ nhất nó sẽ giảm được chi phí, và cái thứ hai nó sẽ không có bị giảm thiểu đi về chất lượng âm thanh. Tụ để đặt thiết bị này thì bên mình cũng đã có thiết kế cho khách hàng luôn, bởi vì là nhu cầu khách muốn là bên mình thiết kế luôn làm sao cho nó phù hợp về cái tính chất thẩm mỹ này kia, và cũng như là các thiết bị đặt vô được hết sức gọn gàng này kia, cho nên là khách nhờ bên mình là decor và thiết kế cái tụ này luôn. Thì mọi người chúng ta có thể xem vào đây, nếu như mọi người chúng ta có nhu cầu thì mọi người chúng ta có thể liên hệ qua Thiên Vũ, Thiên Vũ sẽ thiết kế tụ cho mọi người ha. Thì mình sẽ giới thiệu tổng quan qua một chút. Thì cái tủ này thì mình đã có thiết kế là phần bên trong này là để đặt tất cả các hệ thống âm thanh karaoke về các thiết bị máy. Mình đặt gọn ở trong này và có câu một cái nút nguồn ra phần phía bên hông này để cho tiện lợi vấn đề sử dụng. Nói chung là khi mà khách hàng sử dụng thì khách hàng không cần phải mở tủ ra, mà muốn tắt hoặc mở chỉ cần bấm một nút nguồn bên hông này thôi là tắt mở toàn bộ hệ thống.
chứ không cần phải mở tụ hoặc là tắt hoặc là mở từng món từng thiết bị này kia, nó sẽ rất là rườm rà và rất là rắc rối cho vấn đề sử dụng. Và ở ngăn dựa đây thì mình đã có thiết kế gọi là về kích thước để phù hợp cho cái loa center được nằm ở ngăn thứ hai này. Và cái ngăn dưới cùng này thì mình cũng đã thiết kế về cái chiều cao để cho nó phù hợp với kích thước của cái âm ly này. Thì khi mà người chúng ta nhìn tổng quan qua thì mọi người chúng ta đánh giá là nó có hoàn thiện và nó có gọn gàng hay không thì mọi người chúng ta có thể cho đôi lời đóng góp ha. Thì bây giờ thì mình sẽ mời bạn Hạnh giới thiệu tổng quan sơ qua về cái cấu hình của bộ xem phim khi được thiết kế trong phòng này để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn ha. Xin chào các bạn, mình là Hạnh, mình là kỹ thuật chuyên mảng xem phim. Hệ thống xem phim của nhà khách mình đang phối ghép ở đây đó chính là theo tiêu chuẩn 7.1.4. Thì để đáp ứng cái tiêu chuẩn này, mình sử dụng chiếc âm ly đó chính là chiếc Denon X6700 với số kênh công suất tối đa là 11 kênh. Thì hệ thống âm thanh ở đây mình đang sử dụng có thương hiệu đến từ Calif. Cặp loa phong thì có mã là RB8000F2, loa center đó chính là chiếc RB504C2 và 4 chiếc loa surround 502S2. Và cuối cùng đó chính là 4 chiếc loa Atmos đến từ thương hiệu Jamo có mã là IC408. Cặp phía trước mình in 3D để phù hợp với trần sao. Còn cặp phía sau mình để nguyên giữ màu trắng để giữ tính thẩm mỹ cho căn phòng. Hệ thống hình ảnh thì mình đang sử dụng chiếc máy chiếu có mã là Automa UHD 35+. Màn chiếu mình sử dụng có mã là Digistorm 120 inch. Ok, thì vừa rồi mình và bạn Hạnh cũng đã có giới thiệu về tổng quan căn phòng cũng như là các cái thiết bị được lắp đặt trong căn phòng này rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng mình chúng ta cùng xem về cái chất lượng của hình ảnh và cũng như là hệ thống âm thanh xem phim và cũng như karaoke để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm và chúng ta cho ra những đánh giá ha. Ok mọi người thì vừa rồi thì mình và bạn Hạnh cũng đã có giới thiệu tổng quan và tất cả rồi và cũng đã có những cái bài hát cũng như là những một số đoạn hình ảnh xem phim này kia cho mọi người chúng ta trải nghiệm rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like, share, subscribe và xin chào hẹn gặp lại mọi người trong những cái tiếp theo ha. Bye.